Hiện nay Đồng Nai và nhiều tỉnh thành phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, nên việc vận chuyển tiêu thụ nông sản đang gặp rất nhiều khó khăn. Tại thành phố Long Khánh, một số loại trái cây như chôm chôm, thanh long đến thời kỳ thu hoạch, nhưng rất ít thương lái đến thu mua. Thành phố Long Khánh đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản này. Để hỗ trợ tiêu thụ thanh long cho nông dân, lãnh đạo thành phố Long Khánh đã chỉ đạo Hội Nông dân thành phố chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân, Hội Nông dân xã Vạn Quang có biện pháp kết nối tiêu thụ cho bà con. Sau vài ngày kêu gọi liên hệ đã giúp nông dân tiêu thụ khoảng 6 tấn trên tổng số khoảng 30 tấn thanh long đang tồn đọng trong các nhà vườn. Với giá thu mua 5.000 đồng một ký, nông dân cũng phần nào hạn chế được thiệt hại. Rồi dài 3 tuần rồi dịch Covid đó, thì lĩnh đang bán thương lái mua không có được. Rồi nhờ hợp tác xã, tôi vô hợp tác xã xã Bảo Quang thì cứu giúp cho bà con tôi đây cũng số thanh long cũng hàng mùa nó đang chín đó, đỏ đó là khoảng cũng có mười mấy tấn, 20 tấn. Cũng nhờ hợp tác xã bên chủ tịch huyện gì đó giúp đỡ bà con tôi rất mừng lắm. Thì nhờ hợp tác xã xã Bảo Quang của chúng tôi đó là được lấy được vậy là chúng tôi mừng, chứ giờ để chín đỏ vậy mà để vậy bỏ hết thì công cực khổ của bà con nhân dân. Theo Hội Nông dân thành phố, do thực hiện giãn cách xã hội, việc vận chuyển ra ngoài địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn. Hiện mới chỉ kết nối với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Kết quả doanh nghiệp tiêu thụ thanh long bằng việc đưa vào khẩu phần ăn cho công nhân, mời gọi một số mạnh thường quân mua ủng hộ nông dân để tặng lại người dân khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung. Thực hiện chỉ thị thì vẫn còn tồn lại ở trên cái diện tích này thì khoảng 20 cho đến 30 tấn. Thì hiện nay trước mắt thì chúng tôi thực hiện cái việc hỗ trợ vận chuyển cho bà con để thực hiện nghiêm cái chỉ thị 16. Thì trong cái tương lai sắp tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục là kêu gọi các cái công ty xí nghiệp trên địa bàn là hỗ trợ, cũng như các mạnh thường quân hỗ trợ để đưa cái thanh long từng bước tháo gỡ cho bà con để giải quyết. Hiện nay thành phố Long Khánh có khoảng 30 ha trồng cây thanh long, chủ yếu tại xã Bảo Quang với sản lượng từ 50 đến 60 tấn một vụ. Hiện nông dân còn hàng chục tấn trái đang cần hỗ trợ tiêu thụ. Cùng với trái thanh long, nông dân trồng chôm chôm trên địa bàn thành phố Long Khánh cũng đang cần hỗ trợ tiêu thụ khoảng 2.000 tấn. Các doanh nghiệp đơn vị cơ sở có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chôm chôm, thanh long liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Long Khánh.